X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Vào cuối thời nhà Nguyên, Thi Nại Am, tên là Ngạn Đoan, sinh năm 1296, mất năm 1372, dựa vào sách Đại Tống Tuyên Hòa Di Sự và Đông Đô Sự Lược của Vương Xưng thời Nam Tống cùng với các ghi chép lịch sử khác xoay quanh câu chuyện Tống Giang cùng với 36 người khởi nghĩa để tiến hành sáng tác nên Thủy Hử Truyện. Miêu tả câu chuyện Tống Giang cầm đầu 108 vị lục lâm hảo hán bị bức bách phải vào rừng làm cướp, tụ nghĩa về lương sơn bạc, sống chết cùng nhau, thay trời hành đạo, về sau được triều đình chiêu an, ra sức đánh đông dẹp bắc, an dân vệ quốc. Tương truyền rằng 108 vị anh hùng trong Thủy Hử chính là 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát truyền thế. Họ ở nhân gian biểu hiện bản sắc anh hùng hành hiệp chính nghĩa, chí tình chí nghĩa. Họ thích bênh vực kẻ yếu, cướp của người giàu cứu giúp người nghèo. Dùng tinh thần chính nghĩa để chống lại những tham quan và hệ thống chính trị hủ bại, đây là những bản sắc anh hùng áo vải, lục lâm hảo hán vượt ra khỏi những quy củ hiện thực được nhiều người hâm mộ. Kim Thánh Thán đánh giá về Thủy Hử, 108 người, mỗi người có một nét đặc sắc riêng, 108 người, mỗi người đều có tính tình, khí chất, hình dáng, giọng nói riêng, mỗi người ai cũng đều có chung có nghĩa. Có một người lần đầu xuất hiện trong Thủy Hử với dáng vẻ, đầu đội khăn xéo xanh, sau gáy cài vòng bạch ngọc, mình mặc áo chiến bào đơn, màu lục, lưng thắt đai bạc chạm một dải lưng rùa. Chân đi đôi hài mõm vuốt, tay cầm cái quạt tứ xuyên, đầu báo mặt tròn, râu hùm hàm én, thân cao 8 thước, tuổi ngoại 30. Thực là oai phong lẫm liệt, anh khí lẩm lẫm. Đó chính là giáo đầu Lâm Xung võ nghệ siêu quần, hào hiệp trượng nghĩa của thành Đông Kinh, người huấn luyện và chỉ huy 80 vạn cấm quân thiện chiến. Người lập uy với thương pháp cực kỳ điêu luyện, khiến võ lâm dương danh, giang hồ nức tiếng. Dáng vẻ của ông cùng phép đánh bát xà mâu xuất quỷ nhập thần khiến người ta liên tưởng đến đại tướng Thục Hán là Trương Phi. Nhưng ngược hẳn lại với Trương Dực Đức, dưới dáng vẻ thô hào ấy của Lâm Xung không phải một khí chất nóng nảy cương trực mà lại là một tâm hồn nhẫn nhịn và nhiều ủy khuất. Lâm giáo đầu sinh ra trong một gia đình quan lại cấp thấp, là con của một đề hạt người đứng đầu lực lượng an ninh quân sự tại địa phương Cấp Châu, quận của nhà Tống. Cha vợ của Lâm Xung là Trương Giáo Đầu, cũng là một vị thầy dạy võ cho quân đội. Vậy nên, Lâm Xung được định sẵn cho con đường binh nghiệp, phục vụ trong quân đội triều đình với lý tưởng trung quân ái quốc. Một hiếu tử ắt sẽ theo con đường đó để nối nghiệp cha và thăng tiến trong bộ máy nhà nước như một trung thần. Trong gia đình nhỏ, Lâm Xung là một người chồng yêu thương vợ hết mực, đến mức khi nạn lớn ập đến, không muốn vợ đau khổ phí hoài tuổi trẻ chờ đợi mình trong cảnh lưu đày mà biết đâu chẳng có ngày về, Lâm Xung ký giấy từ hôn rồi giao cho nhạc phụ. Hình như chưa bao giờ người ta thấy Lâm Xung nặng lời với vợ dù nạn lớn của đời ông bắt đầu từ tấm nhan sắc của ý trung nhân. Trong những tháng ngày, khổ tận, lênh đênh nơi góc bể chân trời, hy vọng lớn nhất của Lâm Xung là đến ngày, cam lai, đôi uyên ương trùng phùng. Có thể nói, cái thế giới của Lâm Xung trước khi xảy ra biến cố lớn của cuộc đời chỉ bao gồm giáo trường của quân đội, tư gia ấm êm với vợ hiền xinh đẹp và trốn lui tới với một vài huynh đệ tâm đầu ý hợp. Lâm Xung không phải là tay hào sảng nơi thôn dã như Thác Tháp Thiên Vương Tiểu Cách hay dòng dõi công hầu cao sang, tiền bạc như nước giống sải tiến, nơi bạn hữu giang hồ năng lui tới để rồi mưu toan những việc chọc trời khuấy nước. Lâm Xung chỉ là một viên chức mẫn cán, khiêm cung và lặng lẽ làm tròn chức phận của mình. Song, một kẻ văn võ song toàn, cốt cách nho nhã, xử thế nhẫn nhịn, có công phu hàm dưỡng, lại tận tụy trách nhiệm, như Lâm Xung, nếu tiếp tục đi con đường ấy ắt hẳn sẽ có ngày trở thành giường cột của quốc gia, chắc rằng có không ít người nghĩ vậy. Ai mà chẳng nghĩ vậy trong lần đầu tiên hán tử hiên ngang ấy xuất hiện, giáo đầu đã khen thì ắt không phải tầm thường, lời đám lâu la ở vườn rau dài vũ chùa tướng quốc, tên tuổi Lâm giáo đầu vang dội thành Đông Kinh, từ bậc cao sang đến hạng bách tính tầm thường đều biết. Nhưng ngay sau cảnh anh hùng tương hội hào sảng giữa Lâm Xung Lỗ Chí Thâm ấy là pha chịu nhục đầu tiên của người hùng. Nắm đấm giơ lên trước mặt kẻ làm nhục vợ mình đành phải hạ xuống, chỉ bởi vì đó là cậu ấm Cao Nha nội con nuôi của Thái úy Cao Cầu, quan trên của Lâm Xung. Biết làm sao bây giờ? Lâm Xung đành ngậm đắng bỏ qua, vờ như nghe theo lời khuyên can của bà con hàng phố, nhưng con mắt trợn trừng, cái miệng mím chặt kia thì sao giấu được cơn phẫn nộ trong lòng. Ấy vậy mà phải ngay lập tức tỏ vẻ hòa hoãn như không có chuyện gì xảy ra để trấn an ông bạn nóng tính bất cần Lỗ Chí Thâm, kẻo ông lại tặng cho cậu ấm Cao mấy quyền nằm thẳng cẳng như trấn quan Tây Trịnh Đồ thì nguy cho bạn mà cũng nguy cho tiền đồ của mình. Cay đắng làm sao, nhưng rồi sự việc ấy cũng nguôi ngoai dần, Lâm Xung đã chịu lùi một bước, thì lại đến sự việc của Lục Khiêm một vố lừa từ bằng hữu thân thiết. Lục Khiêm lừa Lâm Xung ra khỏi nhà, rồi lại lừa vợ Lâm Xung đến nhà mình cho Cao nha nội có thêm cơ hội sàm sỡ.
quan trên bắt nạt thì đành chịu, nhưng bằng hữu phản bội thì phải trừng trị. Lâm Dung phá tan nhà Lục Khiêm rồi cầm dao đi xử tên bạn xấu. Nhưng hắn đã trốn biệt trong phủ cao thái úy. Lâm Dung có biết không? Hẳn là biết. Cũng như Lâm Dung biết rằng người trung hậu, tài năng sống trong thế giới của kẻ tiểu nhân thượng đội hạ đạp, một tay che trời làm oai làm phước, ắt phải chịu nhục như lời anh ta tâm sự. Tôi nghĩ làm thằng con trai ở đời, tài sức chẳng kém gì ai, thế mà chẳng gặp được người minh chủ. Lại phải khuất dưới kẻ tiểu nhân rồi lại bị người ta trêu tức thì có khó chịu hay không? Lâm Dung chịu nhục lần thứ hai, biết làm sao đây? Khi sự việc có liên quan đến thái úy Cao Cầu thì đành phải, việc to hóa nhỏ, việc nhỏ xem như không có gì. Lâm Dung đành mượn chén rượu và mối giao tình với Lỗ Chí Thâm để quên đi mối nhục này, một mặt vẫn phải giấu chuyện bất bình với ông bạn nóng tính. Nếu bảo Lâm Dung không nhớ oán thù cũng phải, bảo Lâm Dung đành ủy khuất cũng xong. Cuộc sống này, sự nghiệp này, hoạn lộ này, muốn được bảo toàn thì đành phải cắn răng chịu nhục. Thế là qua mấy hôm, sự việc lại dường như chìm vào quên lãng. Nhưng Tử Lộ có câu, mộc dục tịnh nhi phong bất đỉnh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Dung chịu nhục cũng chẳng yên. Anh ta tiếp tục bị lừa mua đao quý rồi mang đao vào Bạch Hổ Đường theo lệnh của Cao Cầu thái úy. Nhân đó mà bị khép tội mưu hại quan trên với hình phạt đi đày ở Thương Châu. Cái nạn này, Lâm Dung vẫn giải thích với bố vợ Trương Giáo Đầu là do năm Dung thắng hạn, nói với cha vợ hay tự trấn an mình cho cam lòng chấp nhận bước lưu ly. Đó là lần nhục thứ ba. Lâm Dung tiếp tục nhẫn nhục chịu tội để mong có ngày được quay về sống cuộc sống của Lâm Giáo Đầu. Biết đâu hết năm Dung thắng hạn sẽ có ngày mở mày mở mặt. Lâm Dung nào có bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo con đường Lục Lâm thảo khấu. Áp giải Lâm Dung đi đày là hai tên công sai Đồng Siêu, Tiết Bá. Trên đường đi, Lâm Dung bị chúng hành hạ trăm chiều khốn khổ, chân bị chúng nhúng nước sôi rồi bắt đi đôi giày cứng đến toạc cả máu. Đến rừng Dã Chư, Lâm Dung còn bị chúng lừa trói rồi hạ sát. May còn có ông bạn quý Lỗ Chí Thâm kịp thời ứng cứu. Thật đúng là, hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn. Đó là lần nhục thứ tư. Giá như hai tên công sai kia rơi vào tay Lỗ Đạt hay Võ Tòng, dẫu có đến 10 mạng chúng cũng chẳng thể quay về. Nhưng Lâm Dung lại hết sức xin Lỗ Đạt tha mạng cho chúng vì bản tính Lâm Dung khiêm tốn, nhân hậu. Vả lại, Lâm Dung dường như cũng muốn trở lại cho mình một đường lui. Kể sao cho xiết những thảm cảnh nhục nhằn cay đắng kể từ đó về sau của Lâm Dung, từ một anh hùng hào hán nức tiếng ở kinh thành trở thành tên tù mặt thích chữ, thân chịu đòn roi. Từ một nho tướng chính trực chưa từng biết làm những việc khuất tất, Lâm Dung cũng phải hạ mình hối lộ những tên công sai của nhà nước như Đồng Siêu, Tiết Bá, Sai Bát, Quản Doanh, để rồi cay đắng thốt lên, tha hồ nghĩa nặng tình sâu, anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền. Từ những cuộc rượu khoái hoạt với những bằng hữu trốn kinh đô hoa lệ, đến cảnh uống rượu thui tủi một mình nơi kho cò tuềnh toàng trốn thâm sơn cùng cốc trong gió tuyết mưa xa, từ chức chỉ huy 80 vạn cấm quân đến thân phận kẻ quét tước Thiên Vương Đường, bảo vệ Bách Thảo Đường một kho cò. Lâm Dung vẫn nhẫn nhục để nuôi hy vọng trở về. Thế nên khi ở Thiên Vương Đường, biết Lục Khiêm mò đến tận nơi để ám hại mình, Lâm Dung cũng hậm hực tìm giết, nhưng chẳng đuổi cùng giết tận, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Trong khi anh em Tiểu Cái, Ngô Dục, Lưu Đường, Tam Hùng, Nguyễn Thị, cảm thấy khoái hoạt như cá gặp nước nơi thủy bạc Lương Sơn, Lâm Dung vẫn coi đó chỉ như một nơi cư trú tạm bợ. Cho đến lúc ngồi ở ngôi thứ tư Lương Sơn Bạc, Lâm Dung cũng chẳng khi nào có chí hướng làm kẻ phản thần, mà là chỉ mong có một ngày kia trừ bỏ những tên tâm địa độc ác ở cạnh nhà vua đi, thế là thỏa chí. Người ta vẫn nhầm tưởng rằng Lâm Dung ôm một nỗi căm hờn với Cao Cầu đến mức sau khi nghe tin vợ chết, gia đình tan nát, mục đích duy nhất cho sự tồn tại của Lâm Dung đó là có một ngày kia tóm được Cao Cầu để báo thù rửa hận. Xưa nay, các nhà làm phim đều khai thác và sáng tạo tình tiết theo hướng ấy. Thực ra, không hề có chi tiết Lâm Dung đuổi giết Cao Cầu như đã kể trên. Cũng chẳng có chuyện Lâm Dung vì bị Tống Giang ngăn cản nên bất tức thổ huyết rồi ôm hận mà chết. Lâm Dung dưới ngòi bút của Thi Nại Am vẫn là một chiến tướng lừng lẫy tung hoành nơi xa trường khiến anh hùng hào hán bốn phương khiếp vía. Với thương pháp khiến người ta nhớ tới Triệu Tử Long ở trận Đương Dương Trường Bản và những tuyệt kỹ đánh bát xà mâu có thể so với Trương Dực Đức. Lâm Dung vẫn nuôi hy vọng được chiêu an, trở về làm một trung thần. Như thế thì ủng hộ Tống Giang không hết, lẽ nào có chuyện ôm hận mà chết đây? Ít ai nhắc tới mối tình thầm kín giữa đệ nhất mỹ nhân Lương Sơn Bạc nhất Triệu Thanh Hổ Tam Nương và người có võ công cao cường nhất Lương Sơn Báo Tử Đầu Lâm Dung. Chuyện tình giữa cặp trai tài gái sắc này sẽ kết thúc có hậu nếu như không có sự can thiệp thô bạo từ Tống Giang. Trước khi bị Lâm Dung bắt sống và trở thành người của Lương Sơn Bạc, Hổ Tam Nương đã có đính ước hôn sự với công tử thứ ba của nhà họ Trúc. Mặc dù hai gia đình chưa có ngày giờ chính thức cho hôn sự này,
Nhưng Hổ Tam Nương đã từng nói với phụ thân của mình rằng, dù chết cũng không nghe theo sự sắp đặt. Từ tình tiết này cho thấy, Hổ Tam Nương là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, không chịu sự dàn xếp của người khác đối với cuộc đời của mình. Trong hồi thứ 47 của Thì Hừ Chuyện, khi Hổ Tam Nương xuất quân và tiến đánh quân Lương Sơn, chính cô đã là người đánh bại và bắt sống Vương Ngụy Hồ, người sau này đã trở thành chồng cô do sự sắp đặt của Tống Giang. Sau trận đánh này, Hổ Tam Nương đã biết rằng họ Vương vừa lùn vừa háo sắc đó không thể là đối thủ của cô trên trận địa. Chỉ đến khi có sự ra tay của Lâm Sung, một trong những người có võ nghệ cao cường nhất Lương Sơn, thì Hổ Tam Nương mới chịu khuất phục. Mặc dù sau khi bị bắt, Hổ Tam Nương có một mối thù sâu nặng với Lâm Sung, nhưng khi đã lên Lương Sơn và gia nhập đội quân của 108 vị anh hùng hào hán, nhân vật này lại luôn tỏ ra nhẹ nhàng và ân cần khi tiếp xúc với Báo Tử Đầu. Khác với khí thế hừng hực của một võ tướng khi xuất quân, trở về Lương Sơn với cuộc sống thường nhật, Lâm Sung luôn tỏ ra là một nhân vật điềm đạm, trung thủy và là một chính nhân quân tử so với những nhân vật khác trong các anh hùng hào hán. Và như vậy, sự cảm phục, ngưỡng mộ Lâm Sung một chính nhân quân tử của Lương Sơn từ người con gái mang tên Hổ Tam Nương là một điều dễ hiểu. Theo những gì Thi Nại Am miêu tả trong Thủy Hử, khi lên Lương Sơn, vì còn nặng lòng với người vợ đã khuất núi, Lâm Sung hầu như ngày nào cũng ngắm trăng và tưởng nhớ tới cố nhân của mình. Điều này đã khiến cho Hổ Tam Nương cảm thấy có một sự cảm thông và kính phục với tấm lòng trung thủy của Lâm Sung dành cho vợ. Khi lên Lương Sơn, hàng ngày được tiếp xúc với vị giáo đầu thủ lĩnh của hơn 80 vạn cấm quân, vừa cảm nhận được tấm lòng của một người đàn ông trung thủy, Hổ Tam Nương đã nhận thấy có những dung cảm khác lạ đối với Lâm Sung. Hơn nữa, cặp đôi Lâm Sung Hổ Tam Nương sẽ được cho là xứng đôi vừa lứa nếu như được Tống Giang kết hợp. Một bên Lâm Sung là trai tài, một bên Hổ Tam Nương là nữ sắc. Cả hai bên đều đơn thân khi gia nhập nghĩa quân Lương Sơn Bạc. Nếu như được chung một mái nhà thì không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, sự đời không đơn giản như nhiều người nghĩ. Mặc dù là một nữ tướng nhưng cũng giống như những người con gái khác cùng thời, việc biểu lộ cảm xúc yêu đương trước với một nam giới được coi là cấm kỵ. Chính vì thế, cuộc đời của Hổ Tam Nương đã có bước ngoặt mới khi bị Tống Giang ép gả cho kẻ bại trận dưới tay cô trước đây, Vương Ngụy Hồ. X51 Story luận bàn: một thiên hùng tinh nằm trong vài sát tinh đứng đầu của 108 ma vương năm nào được Hồng Thái Úy thả ra từ dưới hầm tối, đâu phải sinh ra với bản chất hắc ám, hung thần ác sát như người ta vẫn tưởng. Ngược lại, đó là một kẻ anh hùng nho nhã, khuôn phép, thậm chí nhẫn nhục, bị đẩy vào nơi cùng đường mạt lộ, buộc phải tìm cái sống trong chỗ chết. Lâm Sung chính là trường hợp điển hình của 108 hảo hán Lương Sơn Bạc. Vì sao những trung thần hiếu tử như Lâm Sung phải làm nghề lạc thảo? Bởi phường lưu manh hạ đẳng như cao cầu có thể leo lên ngôi cao chót vót. Vì sao một kẻ văn dốt võ giác chỉ nhờ những món nghề hèn mọn như đá cầu, trọi gà, như cao cầu mà có thể giữ trọng trách xã hội? Vì có những ông vua ham chơi, lười nhác chính sự, lại cầu thả vô trách nhiệm như Tống Huy Tông. Vì sao những kẻ như Tống Huy Tông có thể làm vua? Vì việc đời có thịnh ắt có suy, phúc ấm của vương triều đã dùng hết, hàng con cháu đời sau đức mỏng tài hèn lại kế nghiệp ông cha mà không tạo thêm phúc mới cho muôn dân, cho xã tắc thì chắc chắn triều đại ấy sẽ lụt bại và bị thay thế. Trận ôn dịch thời Tống Nhân Tông chẳng phải chính là lời cảnh báo đó sao? Cái việc 108 ma vương thoát ngục đã được an bài sẵn để cho ứng hợp với cái lẽ thượng bất chính hạ tắc loạn của xã hội nhà Tống lúc mạt vận như vài lời bàn luận trong Phi Lộ mà thôi. Chung quy, mọi sự như đã có an bài. Nếu con người không thay đổi tâm thái, cải tà quy chính, tích đức hành thiện, thì vở kịch cuộc đời ấy cứ thế mà diễn đến lúc hạ màn theo sự sắp đặt của thiên thượng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.